Hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái món rất là ngon từ rau muống á, đó là món mong mua rau muống xào với thịt bò. Làm sao để rau muống chúng ta giòn, thịt bò thì nó mềm mà không bị khô, bị cứng nhá. Bây giờ các bạn trước tiên là các bạn chuẩn bị rau muống cho mình. Những cái phần rau muống là chỉ lấy phần cẳng và một chút lá ở ngọn này thôi, để khi xào rau nó sẽ rất là giòn, nó không bị lát. Và bỏ hết những cái lá úa, lá vàng đi và những cái lá già đi. Và cái cẳng già đi. Đây là thịt bò thì mình dùng khoảng 2 lạng thịt bò với một mớ rau muống to, một ít tỏi, một ít hành tím. Bây giờ trước tiên là mình sẽ đi ướp thịt bò đã nhé, ướp trước khi xào khoảng 20 phút để miếng thịt bò chúng ta nó ngon hơn, nó mềm hơn khi mà xào. Thì các bạn sẽ ướp theo gia vị cho mình nhé và nó ngấm gia vị hơn. Ở đây là mình dùng khoảng gần 1 thìa cà phê hạt lêu cho nó ngọt thì. Nửa thìa cà phê muối, dầu hào thì các bạn cho mình 2 thìa cà phê nhé, cho nó mềm thịt. Dầu ăn cho mình 1 thìa cà phê cho thịt nó nhanh ngấm và nó mềm hơn. Tỏi và hành tím thì cho nửa phần tỏi nửa phần hành tím vào trước để chúng ta ướp, 1/3 là thôi. Chúng ta ướp cái thịt bò này. Các bạn ướp cho mình trong vòng 20 phút nha. Cho bò nó mềm, không cho nước mắm. Cho nước mắm thì thịt bò sẽ ra nước. Và khi xào thì mình sẽ lên đến gia vị và cho thêm nước mắm sau nhé. Bạn nào ăn được hạt tiêu thì ướp thêm một chút hạt tiêu các bạn. Và mình ướp trong khoảng 20 phút. Trong khi chờ đợi thịt bò ướp thì mình sẽ đi rửa rau muống và làm sạch rau muống, rửa sạch rau muống nhé. Và ngâm với nước muối khoảng 5 đến 10 phút. Trong khi chờ rau muống ngâm cho sạch ấy, thì chúng ta sẽ cho nửa phần tỏi và hành tím còn lại vào. Các bạn không cho hành tím cũng được, mình thích cái hành tím nên mình cho phần hành tím, nửa phần tỏi và hành tím vào. Các bạn phi thơm đi. Chúng ta sẽ xào cho thịt bò chín sơ trước, sau vớt thịt bò ra và chúng ta phi thêm hành tỏi, chúng ta xào rau muống. Làm như vậy thì thịt bò nó sẽ không bị khô. Chỉ cần phi thơm, không cần phải làm cho tỏi và hành tím nó cháy nhé, chỉ cần nó bốc mùi hơn, thơm thơm mùi là được, đủ mùi nó rất là thơm được. Cho 1 thìa cà phê vào đồ ăn như vậy thôi. Giờ đã ngấm ra rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần xào cho bò nó săn nhé. Và nó chín khoảng 80%, không chín kỹ nhé. Chuẩn bị bỏ thịt bò ra nhé, thịt bò chín thái, không cần chín kỹ. Cho thịt bò ra và mình đi xào rau muống. Tiếp tục cho một cái ăn phẩm dầu ăn vào. Khi dầu nóng lên thì cho hết cái phần tỏi và hành tím còn lại vào. Rau muống đã được rửa sạch rồi. Khi mà thơm lên rồi thì các bạn cho phần rau muống vào. Lên mà một ít muối vào để cho rau muống chúng ta giữ được cái độ xanh. Và các bạn cứ cho lửa to nhé để bay hết
nửa thìa hành lê, 1/3 thìa muối. Chúng ta đảo đều lên để cho rau muống của chúng ta nó ngấm ngấm muối và không bị ngàn nhau. Cho lửa to nhé. Khi rau muống của chúng ta nó teo lại và nó ngấm 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 muối rồi thì các bạn cho cái phần thịt bò vào nhé để chúng ta đảo lên. Cho thịt bò vào để bảo ngấm ngấm này nhé. Giờ chúng ta chỉ cần đảo đều để cho nó ngấm vào nhau thôi là được, và thịt bò nó nóng lên là được. Bò đã chín cái 80% rồi, bây giờ đảo cho nóng lên nó chín vừa là được. Con muốn rất là xanh là ngon đúng không? Bỏ cũng vậy. Khi mà chúng ta biết cách nấu ấy, thì ngay cả khi nhà có khách hay là có cỗ, chúng ta xào như này bằng cái chảo to thì hơi nước nó bay đi nhanh hơn, thì nó còn ngon hơn cơ. Nhưng mà các bạn chỉ cần làm theo cách này của mình thôi. Bỏ nó rất là ngon, ngọt, con muốn vị giòn. Sau đó mình tắt bếp đi, mình cho ra đĩa là chuẩn thức thôi. Rất là ngon đấy. Các bạn nào cho mình nhé. Phần rau muống đặt phía dưới trước này. Giải nó ra, cho hơi nước vào đây. Muốn xen kẽ thì các bạn cho một lớp rau muống, một lớp thịt bò. Có, vì hôm nay mình làm thế này để cho có một chút nước cho bé nhà mình ăn với cơm. Các bạn có thể là xào rau muống thêm một chút nữa để cho nước nó bay hết hay đi, thì lúc đấy mình mới cho thịt bò vào. Đây là mình muốn có một chút nước để ăn cơm, đảm bảo thịt bò vẫn mềm nhé, không lo là có nước thì bò nó sẽ khô. Này rất là ngon. $50.000 tiền thịt bò, $5.000 rau muống ạ. Cả là khoảng $60.000 ạ. Mình có một đĩa thịt bò xào rau muống ngon như là ngoài hàng nha. Các bạn để ý không? Nhìn cực kỳ ngon và hấp dẫn. Như là bây giờ mình đã chia sẻ xong được một cái món ăn ngon cho bữa cơm gia đình mà rất là hấp dẫn, ai cũng muốn ăn, từ người lớn đến trẻ em. Và nếu mà các bạn muốn rau của chúng ta, món ăn này của chúng ta nó bắt mắt hơn và có một chút vị cay thì cho thêm vài nát ớt và rắc thêm ít hạt tiêu. Như đây là nấu cho gia đình và đặc biệt là em nhỏ nhà mình nó ăn được cái món này cho nên mình không cho nhá. Bây giờ mình sẽ kết thúc cái video này ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình. Xin chào các bạn.